Tổng hợp động từ. Phần 23. Verbs. Hãy cùng học nhé. Đây là gì đây? Chọc ghẹo. Chọc tức. Tên tiếng Anh đọc là Tease. Tease. Đây là gì đây? Củ lét. Chọt lét. Tên tiếng Anh đọc là Tickle. Tickle. Đây là gì đây? Chọc. Chọc. Tên tiếng Anh đọc là Poke. Poke. Đây là gì đây? Tát. Tát. Tên tiếng Anh đọc là Slap. Slap. Đây là gì đây? Đấm. Đấm. Tên tiếng Anh đọc là Punch. Punch. Đây là gì đây? Búng. Búng. Tên tiếng Anh đọc là Flick. Flick. Đây là gì đây? Trườn. Luồn. Tên tiếng Anh đọc là Creep. Creep. Đây là gì đây? Rên rỉ. Rên rỉ. Tên tiếng Anh đọc là Whimper. Whimper. Đây là gì đây? Khom lưng uốn gối. Khom lưng uốn gối. Tên tiếng Anh đọc là Grovel. Grovel. Đây là gì đây? Nép mình. Khúm núm. Khép nép. Tên tiếng Anh đọc là Cringe. Cringe.
Đây là gì đây? Lùi bước. Nao núng. Rùng mình. Nhăn mặt. Tên tiếng Anh đọc là Flinch. Flinch. Thank you.